Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cố chú nghi thuyết này nhé. Được rồi, để tôi chú nghi thuyết này chúng ta sẽ cùng dùng là gì đây nhỉ? Chúng ta sẽ tô màu đỏ và xanh dương nhé. Thì trước tiên thì mình sẽ tô phần mũ của chú nghi thuyết này là bằng màu xanh dương. Và một chút màu vàng. Mình sẽ tô màu vàng ở cái băng mũ này trước này, có cái băng này. Đấy, nhìn cho nó đẹp, cho nó có điểm nhấn nhé. Theo mình sẽ tô các phần còn lại là màu xanh dương này. Thường thì màu trắng của tuyết nó kết hợp với màu hai màu là màu đỏ và màu xanh dương, nó khá là hợp với nhau. Nó giống như cờ một số nước nó có cờ màu trắng xanh dương và màu đỏ ấy. Như là Nga này, Pháp này, rồi Hà Lan này, nó khá là đẹp. Ok, tiếp theo thì phần mũi này mình sẽ tô bằng màu cam nha các bạn. Ok, phần găng tay này này. Găng tay thì mình sẽ tô bằng màu gì nhỉ? Mình sẽ tô bằng màu vàng nhé. Việt Nam mình thì hầu như không có tuyết, chỉ có ở các vùng Tây Bắc, các vùng Bắc nó sẽ mùa đông lạnh quá, nó sẽ xuống nhiệt độ xuống âm được thì nó sẽ có băng giá. Trước tiết thì không có mấy. Đây. Phần này là phần thường thường là các cái cành cây cắm vào trong cục tuyết ấy. Thì mình sẽ tô màu nâu nhé các bạn. Và tiếp theo phần căng phòng cổ này, mình sẽ tô màu đỏ này. Màu đỏ xanh kẽ màu trắng nhé. Đấy. Ok, các cái nút này mình sẽ tô màu vàng nhé các bạn. Ok, được rồi đấy. Thế là mình đã tô xong chú nghi thuyết này rồi. Các bạn thấy có đẹp không? Tạm biệt các bạn nhé.